ở loạt trận thứ tư này chúng ta không có nhạc đâu. Hay là tiến hành luôn đấy. Tuân, trọng tài sân số 3. Chơi luôn không có nhạc mà. Bugatti di chuyển ra ngoài đi em. Chúng mời quý vị khán giả theo dõi trận đấu cuối cùng của ngày khai mạc vòng loại khu vực 4 vô địch sân 7 Hà Nội 2018. Trận đấu diễn ra trên sân bóng Đinh Công giữa FC Nam Trực và FC Đam Mê. FC Nam Trực trong trang phục quần trắng áo trắng, FC Đam Mê thi đấu trong trang phục quần đen áo xanh. Đội hình xuất phát của Nam Trực gồm có số 7 Tuấn Anh, số 11 Minh Phát, số 21 Trường Thi, số 26 Văn Trung, số 29 Ngọc Ánh, số 38 Huy Chất, số 68 Trường Linh. Đội hình xuất phát của Đam Mê gồm có số 8 Thanh Sơn, số 6 Văn Long, số 10 Mạnh Duyệt, số 29 Văn Quang, số 10 Xuân Thủy, số 98 Quốc Hưng. Hai. Đó là số 10 Mạnh Duyệt. Ừ.
Nam Trực là các cầu thủ đồng hương của huyện Nam Trực, sinh sống làm việc ở Hà Nội. Huyện Nam Trực của tỉnh Nam Định. Ở Nam Trực thì nổi tiếng với món thịt chó cầu vòi. Đất Nam Định là đất đá bóng, đất có nhiều tài năng bóng đá. Pha bật rất cao của Xuân Thủy. Rất hay. Pha xử lý của Huy Chất, đội trưởng bên Nam Trực. Sút của Văn Long. Đam mê, nghe cái tên thì thấy các cầu thủ rất đam mê môn bóng đá. Pha bóng mạnh mẽ của Xuân Thủy. Cú đá của Đăng Việt. Chuyển tốt. Pha xử lý của Thanh Sơn. Duyệt. Đó,
Để tương quan lực lượng giữa Nam Trực và Đam Mê thì Nam Trực có lợi thế là sức trẻ hơn FC Đam Mê, thì có nhiều cầu thủ đã FC Đam Mê thì có nhiều cầu thủ đã khá là nhiều tuổi, thậm chí là có thể đăng ký tham dự giải Lão Tướng Thủ Đô rồi. Ví dụ như thủ môn Kim Tiến là sinh năm 79, một số cầu thủ là 81, 82. Nguy hiểm, phá bóng kịp thời, không vào. Một cú sút bồi rất nguy hiểm và căng của số 29 bên phía Nam Trực, Ngọc Ánh. Cú sút đấy mà đi vào khung thành thì cháy lưới. Ngọc Ánh, Ngọc Ánh quyết định đột phá trung lộ. Văn Long, Văn Long, Ngọc Anh đã lui về. Thanh Sơn, Thanh Sơn đã đẩy người. Ở sân 2 đang là trận đấu giữa Bỉm Sơn và Đá Xong Rồi Nhậu. Sân 3 là Inter Hà Nội gặp Anh Em Quán và sân 4 là Hà Nội Phố gặp Quân Dân. Nam Trực, Đam Mê nằm ở bảng G cùng với Đá Xong Rồi Nhậu và Bỉm Sơn. Trên sân bóng Đinh Công, số 99 Đinh Công Hạ, Hà Nội, diễn ra vào chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Sáng mai sẽ có 16 trận đấu của các bảng từ bảng H trở đi. Bảng H, xin lỗi, từ bảng Y, bảng Y cho đến bảng Q sẽ đá từ 7 rưỡi sáng Chủ nhật. 7 rưỡi sáng thì các đội thậm chí chưa kịp ăn sáng, ngủ dậy là đi đá luôn. Do số lượng đội quá đông, 64 đội nên ban tổ chức đành phải xếp cả lịch đá sáng. Thank you.
Thanh Sơn. Không được. Xuân Thủy xử lý hơi mạo hiểm. Thanh Sơn. Hay. Người sút cũng hay mà người bắt cũng hay. Pha sút bóng là của Ngọc Ánh, còn pha bắt bóng là của Kim Tiến. Ngọc Ánh. Và đi bóng của Văn Quang. Môn Kim Tiến vẫn đang chơi rất tốt. Quá người. Vào! 1-0 cho Nam Trực. Cú đánh gót ghi bàn nhạy cảm của Ngọc Ánh. Không thể trách được thủ môn của Đam Mê. Đó là một tình huống khó. Đối phương đã phối hợp rất nhanh. Nam Trực đã mở tỷ số với bàn thắng của Ngọc Ánh, 29. Ngọc Ánh là một cầu thủ nhanh, khỏe, khéo. Cửa biên rất thoáng. Mạnh Duyệt. Thank you.
giữa vạch, giữa sân. Vẫn không vào, một tình huống khó tin. Cầu thủ của Nam Trực đang bị đau sau nỗ lực tấn công vừa rồi. Văn Long mất bóng. Đam mê thay người. Số 23 của Đam mê Quốc Thịnh vào sân thay cho số 98 Quốc Hưng. Pha tấn công khá tốt của Đam mê. Quá đáng tiếc cho FC Đam mê. Tưởng chừng đã ăn bàn rồi. Bóng lại đột cột dọc. Đam mê đang chơi rất hay trong những phút vừa qua sau khi bị thủng lưới. Thank you.
Ngọc Ánh. Trọng tài thổi còi khép lại hiệp 1, tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Nam Trực với bàn thắng của Ngọc Ánh. Sau khi bị thủng lưới thì Đam Mê cũng đã có một tình huống dứt điểm đập cột dọc không thành của Nam Trực. Mời quý vị tạm nghỉ trước khi trở lại hiệp 2. Thank you.
Xin mời quý vị khán giả theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa Nam Trực và Đam Mê ở vòng loại khu vực 4 vô địch sân 7 Hà Nội 2018, ngày thi đấu đầu tiên. Trận đấu diễn ra trên sân Định Công 99 Định Công Hạ, Hà Nội. Đây là trận cuối cùng và trận thứ tư của buổi chiều thi đấu ngày hôm nay. Và sáng mai, sáng chủ nhật, bắt đầu từ 7:30 sẽ là những loạt trận từ bảng Y đến bảng Q. Trong hiệp 1 thì Ngọc Ánh đã ghi bàn mở tỷ số giúp cho Nam Trực dẫn trước 1-0. Đam Mê cũng đã có những tình huống rất nguy hiểm, đặc biệt là có một tình huống dứt điểm đập cột dọc ở cuối hiệp 1. Nếu không thì họ đã gỡ hòa 1-1. Thanh Sơn. Vẫn là Thanh Sơn, rất cố gắng. Thanh Sơn bị phạm lỗi rồi. Người phạm lỗi là số 86 Xuân Hoàn bên phía Nam Trực. Các cầu thủ rất fair play. Nguy hiểm. Cú đá rất khó chịu. Mạnh Duyệt. Mạnh Duyệt lại đá hỏng. Mạnh Duyệt. Bóng đập sang ngang, pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm của Mạnh Duyệt. Đam Mê đã cho thấy sự đáng gờm của mình. Họ đã một lần dứt điểm đập cột dọc và vừa rồi là sang ngang. Chính xác. Rất khỏe, Xuân Hoàn.
Hơi mạnh, đường truyền hơi mạnh. Xuân Thủy. Nguy hiểm. Mất thua.
pha húc nhau. Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Ngọc Ánh đã rời sân và vào sân là số 69 Thế Công. Hai cầu thủ đang tìm bóng. Mạnh Duyên. Mạnh Duyên. Rất tốt. Trường Linh. Không cho Nam Trực. Cú sút chân trái của số 68 Cao Trường Linh. Sơn đã rời sân, vào sân là số 22 Văn Toàn. Mạnh Việt. Xuân Thủy. Rảnh chân, đó là Trường Linh. Đấy.
Trực thay đổi thủ môn. Minh Phát rời sân và vào sân là Việt Anh. Trường Linh người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, rời sân và sân số 10 Tạ Trọng Tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hết giờ. Như vậy là Nam Trực đã giành chiến thắng Chung cuộc 2-0. Hai bàn thắng của Nam Trực được ghi bởi Ngọc Ánh và Trường Linh, đều những bàn thắng đẹp mắt. Buổi tập thuật của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.